chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một tựa game chặt chém có nền đồ họa 2D rất là đơn giản nhưng mà cũng mới mẻ, thú vị, đó là Duckshot. Game này thì đã được phát hành trên cả hai điều hành Android và cả iOS và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nó nhé. Game này thì cũng giống như các tựa game nhập vai khác thì cũng có những yếu tố như là trang bị cho hero của bạn. Có thể trang bị vũ khí này, trang bị áo giáp, mũ với cả phụ kiện. Đây những trang bị này thì cũng có thể nâng cấp lên được với số lượng tiền vàng mà các bạn có. Đây bây giờ mình sẽ thử upgrade lên cho thanh đao của mình. Về chế độ chơi thì game chỉ có hai chế độ chơi thôi, khá là đơn giản. Đấy là chế độ chơi vượt thác này. Hiện tại là mình mới vượt được một tầng trong tổng số 199 tầng. Nói chung là cái vượt thác này khó lắm. Nếu mà vượt được thì sẽ thu được rất là nhiều vật phẩm. Nhưng mà rất khó nên bây giờ mình mới chỉ vượt được một tầng thôi. Còn ở trong phần vượt ải theo bản đồ thì hệ thống bản đồ trong game này cũng khá là đa dạng. Có khoảng bao nhiêu đây? Chắc là khoảng 9-10 map gì đấy. Đây hiện tại là mình mới đang ở map đầu tiên là Forgotten Forest và ở ải số 9. Không biết là bây giờ chơi có vượt qua được ải số 9 hay không. Chắc là bây giờ mình phải quay lại để nâng cấp lại cho vũ khí với cả nhân vật cho chắc ăn. Game này thì các bạn có thể thấy là có một cái nền đồ họa 2D này. Rồi hình ảnh chỉ có mỗi hai màu đen với cả trắng. Nhưng mà nhìn cũng rất là bắt mắt, nhìn cũng khá là đẹp. Nói chung là về đồ họa thì mình cũng rất là thích tựa game này. Chơi nhiều mấy cái game màu mè nhiều quá rồi nên là chơi sang mấy cái game này cảm thấy là đỡ bị nhức mắt. Đây bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đấu boss ở ải số 9. Với những ai mà yêu thích mấy cái kiểu chặt chém thì chắc chắn là sẽ thích cái tựa game này. Đây game có cả chế độ đánh auto. Ủa tại sao bây giờ mình không mở được auto, bình thường mình vẫn đánh auto mà. Bình thường là các bạn có thể đánh auto play với cả auto skill. Đấy, hiện tại là mình đang đánh bằng tay không. Thể hiện kỹ năng chặt chém cho các bạn thấy. Ở game này thì bạn sẽ vào vai một vị anh hùng đi tiêu diệt con Dark Dragon và để giải cứu cho thế giới. Đây cái thế giới này đang bị chìm trong bóng tối này, giải cứu cho thế giới mang ánh sáng về. Nhưng mà thật ra mình thấy bóng tối như thế này cũng đẹp, không biết mang ánh sáng về thì có đẹp hơn không. Chứ con boss này to quá. Đấy bình thường là mình cũng chơi được cái auto đây, auto đánh dễ lắm. Chỉ cần ấn vào rồi ngồi nhìn thôi, xuất mấy cái skill đặc biệt ra, bao giờ gần hết máu thì lại bấm ấn vào bình máu để hồi. Còn sắp chết chưa? Mãi mà nó không chết, mất đến 2 bình máu rồi. Chắc là cũng chỉ được 1 sao thôi. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua một đôi nét về tựa game Duckshot và game này thì đã có trên hệ điều hành Android và iOS. Hy vọng các bạn cũng sẽ download game này về trải nghiệm và có những màn chặt chém cực kỳ đã tay. Cũng đừng quên đồng hành với gamehub.vn trong những màn trải nghiệm game tiếp theo nhé. Bye bye!